của Phúc cũng rất là nhiều. Mình có thể kể đến như là Ánh Nắng Của Anh nè, Hết Thương Cả Nhớ nè, Bây Giờ Là Hơn Cả Yêu nè, trước đó còn có mấy bài nữa hay sao á. View rất là tốt và không có phải là cái tình trạng là vào 1-2 tuần rồi out ra khỏi bảng xếp hạng đâu, mà bài nào cũng là 5-7 tuần, hoặc là như là Hơn Cả Yêu là 10 tuần và Hết Thương Cả Nhớ là năm ngoái cũng đạt thành tích rất là tốt. Diệp Minh nhớ nhiều á, thời gian rất là lâu và đã nằm ở vị trí quán quân nữa. Nhưng mà khi mà thống kê lại top 10 của năm á, thì bao giờ gọi là cái màu của Phúc nó cũng nằm ở vị trí 11-12 á. Hoặc là như mà năm mà Phúc vừa mới nổi lên sau The Voice á, thì cái gương mặt mà đề cử ca sĩ triển vọng á, thì ví dụ như có 6 đề cử thì Phúc sẽ nằm ở vị trí thứ 7 á. Lúc nào Phúc riêng đối với Làn Sóng Xanh cũng rất là sweet sweet, mà Diệu Minh rất hy vọng rằng là một lúc nào đó có thể ghi nhận được cái thành quả lao động trong âm nhạc của Phúc, bởi vì Phúc bây giờ vẫn là một cái tên tuổi rất là đáng gờm. Tôi nghĩ là nó đến từ cái phong cách âm nhạc á, tại vì phong cách âm nhạc của Phúc nó không phải là một cái phong cách âm nhạc mà nó quá là mạnh mẽ, cá tính và nó ồn ào. Nên là cái con đực. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây hơn nửa thế kỷ, khi đất nước còn đang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đối với người nông dân Việt Nam thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Vì vậy, nuôi trâu, chăm cho trâu khỏe mạnh để trâu cày kéo giúp